cẩn trọng khi dùng đòn bẩy tài chính đầu tư căn hộ cho thuê. Chuyên cho cho rằng, việc đầu tư căn hộ cho thuê khách hàng cần tính toán về pháp lý, chính sách bán hàng, giá căn hộ và đặc biệt là đòn bẩy tài chính vì tránh vay quá nhiều dẫn đến gánh nặng trả nợ. Giá mua và thuê không ngừng tăng Giá mua, bán và cho thuê căn hộ không ngừng tăng trong thời gian qua đã phá bỏ định kiến đầu tư căn hộ là tiêu sản. Nếu như trước đây, đa phần người dân cho rằng căn hộ là loại hình mua bán không sinh lời, chỉ có lỗ thì hiện nay, việc đầu tư căn hộ rồi cho thuê lại đã trở thành xu hướng phổ biến tại các thành phố lớn khi vừa thu được dòng tiền đều đặn từ việc cho thuê hàng tháng, cao hơn gửi tiết kiệm, vừa được hưởng lợi từ khả năng tăng giá. Báo cáo từ Hội môi giới bất động sản Việt Nam, VAS, cho biết giá thuê căn hộ ở Hà Nội đã tăng tương đối mạnh trong những năm qua, nhất là ở loại hình studio, căn hộ một phòng ngủ với tỷ suất lợi nhuận cao hơn đến gấp đôi so với những căn hộ có diện tích lớn hơn. Theo đó, tại quận Long Biên, căn hộ studio đang được cho thuê với mức giá 7 đến 8 triệu đồng trên tháng, đã tăng thêm 10 đến 15% so với cùng kỳ năm trước và khoảng 30 đến 40% so với năm 2022. Căn hộ 2 phòng ngủ, đầy đủ nội thất có mức giá cao hơn, với mức tăng thấp hơn, khoảng 10% so với cùng kỳ, lên khoảng 10 đến 11 triệu đồng trên tháng. Ở dự án Green Bay Mễ Trì, Nam Từ Liêm, căn hộ studio đầy đủ nội thất hiện được giao thuê với giá khoảng 10 triệu đồng, căn 2 phòng ngủ dao động 14 đến 16 triệu đồng, tăng khoảng hơn 15% so với cùng kỳ. Tương tự, tại thành phố Hồ Chí Minh, giá thuê chung cư cũng đã bắt đầu có xu hướng tăng nhẹ trong thời gian qua, nhất là ở khu vực nội thành, phổ biến từ 500.000 đến 1 triệu đồng trên tháng. Mặc dù trước đó, giữa năm 2023, giá cho thuê căn hộ tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn giữ nguyên, thậm chí giảm nhẹ ở một số căn hộ có diện tích lớn sau bước giá thuê tăng mạnh vào thời điểm hết dịch. Và dự báo, nhu cầu thuê vẫn đang trong xu hướng tăng trong khi nguồn cung căn hộ liên tục sụt giảm khiến giá thuê tăng cao. Quá nửa số căn hộ đang được giao dịch, mua bán, cho thuê trên thị trường là những căn hộ của các dự án đã chào bán trước đó. Hạn chế dùng đòn bẩy tài chính mua nhà Nói về kinh nghiệm mua căn hộ cho thuê, ông Matthew Powell, giám đốc Savills Hà Nội cho hay. Thông thường khi xác định đầu tư căn hộ để cho thuê, nhà đầu tư sẽ ưu tiên những chung cư đã bàn giao và đã có sổ hồng để có thể vay ngân hàng. Trường hợp mua căn hộ mới thì có nhiều tính toán hơn, có thể là việc chuyển cọc để kiếm lời sẽ được ưu tiên hơn, sau đó mới tính đến việc khai thác cho thuê, chờ tăng giá. Theo ông Matthew Powell, đây là thời điểm phù hợp để đầu tư căn hộ cho thuê bởi trong 3 đến 5 năm tới, nguồn cung căn hộ nội thành thành phố. Hồ Chí Minh sẽ vẫn khan hiếm do quỹ đất phát triển dự án không còn nhiều. Vì thế, sau khoảng thời gian khai thác cho thuê, nhà đầu tư có thể bán ra để hưởng chênh lệch giá theo thời gian, trong khi có thêm dòng tiền từ cho thuê. Hiện tại, cơ hội tiếp cận nhà trung cư của người dân ngày một khó khăn khi tốc độ tăng thu nhập không bắt kịp tốc độ tăng giá nhà. Trong tương lai, các dự án trung cư sơ cấp sẽ có mặt bằng giá cao vì chủ đầu tư phải tối ưu hóa lợi nhuận khi các chi phí đầu vào đều tăng cao. Điều này phần nào lý giải xu hướng nhiều gia đình trẻ đi thuê nhà ở hiện nay. Dù vậy, đối với nhà đầu tư, việc mua nhà để chờ tăng giá hay khai thác cho thuê thời điểm này cũng cần tính toán kỹ. Hiện tại, chính sách bán hàng của các chủ đầu tư rất tốt, nhưng người mua nhà cần phải lưu ý về uy tín của chủ đầu tư đó, bởi việc đưa ra nhiều chính sách hấp dẫn là một chuyện, còn thực hiện được hay không lại là chuyện khác. Trên thực tế, không ít trường hợp vì nhiều lý do mà chủ đầu tư dự án đứt gánh giữa đường, không thể thực hiện hết cam kết với người mua nhà. Vấn đề cần lưu ý tiếp theo là giá bán căn hộ trong quá trình bán hàng, những căn nhà bán ở giai đoạn sau thường có giá cao hơn so với những đợt mở bán trước đó. Chính vì vậy, chủ đầu tư cũng sẽ triển khai nhiều ưu đãi và phương thức thanh toán cũng đa dạng hơn. Người mua cần so sánh, kiểm tra giá cả kỹ lưỡng để đưa ra quyết định nên mua sản phẩm của giai đoạn trước hay giai đoạn sau. Mua sản phẩm giai đoạn trước sẽ có giá tốt hơn nhưng thời hạn thanh toán sẽ ngắn hơn nên cần chuẩn bị trước nguồn tài chính. Còn ở giai đoạn sau, tuy có giá cao hơn nhưng tiến độ thanh toán sẽ dài hơn nên áp lực tài chính sẽ giảm bớt. Cuối cùng là việc sử dụng đòn bẩy tài chính từ ngân hàng để mua nhà. Theo chuyên gia Savios, thông thường, các ngân hàng đưa ra gói vay với lãi suất ưu đãi trong khoảng thời gian cố định 2 đến 3 năm, sau đó lãi suất sẽ được thả nổi. Vì vậy, nhà đầu tư phải cân nhắc rất kỹ tình trạng tài chính của mình, tránh vay quá nhiều dẫn đến gánh nặng trả nợ lớn. Bởi nếu vay mà không trả được thì phải bán tháo, dẫn đến chịu lỗ hoặc là sẽ phá vỡ cam kết với ngân hàng. Lúc này, khoản vay sẽ bị đưa vào danh sách tín dụng xấu, ảnh hưởng tới việc vay vốn sau này. Nhà đầu tư nên cân nhắc kỹ khi chọn hạn mức vay vì không có ngân hàng hay chủ đầu tư nào có thể đồng hành cùng với mình một cam kết dài tới 15 đến 20 năm. Do đó, mức vay khoảng 50% giá trị sản phẩm là phù hợp, còn lớn hơn từ 70% trở lên là rủi ro cao, chuyên gia Savills khuyến cáo.